Xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh của mình. Ngày hôm nay mình sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn làm vòng tay nha. Và vòng tay hôm nay của mình sẽ có từ ngành khí tượng học. Bây giờ mình sẽ bắt đầu làm nha mọi người. Xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh của mình nha. Ngày hôm nay mình sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn làm vòng tay. Và vòng tay hôm nay của mình sẽ có từ ngành địa lý tự nhiên. Bây giờ mình sẽ bắt đầu làm nha mọi người. Xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh của mình. Ngày hôm nay mình sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn làm vòng tay. Và vòng tay hôm nay của mình sẽ có từ ngành địa chất học. Bây giờ mình sẽ bắt đầu làm nhé mọi người. Hết nổi rồi, không chịu nổi nữa. Đầu tiên là mình sẽ xóa màu cam nha. Mình xóa phần đầu tiên là màu cam nha mọi người. Giờ mình sẽ xóa màu tím nha anh em mọi người ơi. Ủa nhắn ít thôi, nhắn nóng ấy. Chị bảo em giữ được em ngồi trên kia. Đây là cái nick khác à? Cái gì ạ? Trời ơi, hai cái nick. Thôi được rồi nha.
của mình nha. Mọi người ơi, đây là phần màu thứ ba của mình, màu tím nha. Mọi người ơi, đây là màu tím của mình, màu thứ ba nha. Bây giờ mình sẽ xóa hạt chữ nha. Bây giờ mình sẽ trang trí nốt trước phòng của mình nha mọi người. Mình trang trí nốt trước phòng nha. Các bạn ơi, mình sẽ trang trí nốt trước phòng của mình. Mình đến đây là kết thúc nha. Nếu các bạn thích thì cho mình một like, một chia sẻ, một đăng ký kênh nha. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Các bạn ơi, đây là chiếc vòng của mình đã hoàn thành rồi nha. Video của mình đến đây là kết thúc. Nếu các bạn thích thì cho mình một like, một chia sẻ và một đăng ký kênh nhé. Xin chào tất cả mọi người. Các bạn ơi, chiếc vòng mình hoàn thành rồi. Video của mình đến đây là kết thúc. Nếu các bạn thích thì cho mình một like, một chia sẻ và một đăng ký kênh nha. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo nha. Ước là số còn, nay là theo gió chiều.